Không có cái ngành nào mà quá khó và không có ngành nào quá dễ. Mình chọn đi cái gì thì mình sẽ tập trung mình đi đến nơi đến chốn cái ngành nghề đó. Ngành thứ ba là ngành thời trang. Gì quần nè, áo nè, mũ nè, cà vạt nè. Quần áo thì nó rất là nhiều kiểu. Nam thì áo sơ mi, áo mặc ở nhà, áo thể thao, quần áo thể thao. Nữ thì còn rộng nữa. Nào là đồ mặc ở nhà, đồ ngủ, rồi đồ nội y, rồi đồ gì, đồ tắm, rồi gì, rồi áo dài, rồi cái gì, đồ dạ hội. Mỗi cái thứ đó bạn đi một ngách thôi là bạn đủ giàu rồi. Cái ngành này nó rộng rồi, chứ nó là phụ kiện thời trang nữa. Nó cũng thuộc trong ngành thời trang luôn. Thế mà các bạn cứ loay hoay chọn cái gì theo trend đồ gì đủ thứ hết. Đôi khi chúng ta không hệ thống hóa được cái kiến thức của mình, chúng ta không nhìn thấy được, nên chúng ta cứ lòng vòng là chúng ta khởi nghiệp cái gì đây, làm sao để khởi nghiệp đây, chọn cái gì để khởi nghiệp. Chủ đề hôm nay là chúng ta nói về 9 xu thế khởi nghiệp. Bởi vì mình phát hiện ra là đa phần các bạn không biết chọn mình làm cái gì, không lựa chọn được cái ngành nghề mình làm là gì, không lựa chọn được sản phẩm. Cứ bị vướng cái chỗ là chọn cái gì mà không chọn cái gì thì làm sao mà ra làm kinh doanh. Rồi có những bạn chọn cái thứ cứ chọn theo trend, nghe ai đó làm mình bắt chước mình làm. Chọn theo cái kiểu mà theo lưng người ta, hùa theo người ta. Chọn theo trend nó rất là nguy hiểm. Như thế nào các bạn mà không kịp phản xạ, nó mất hết trend là thế là các bạn bị tiêu. Và đó là lý do vì sao mà hôm nay mình nói về cái điều này. Đó là chúng ta phải tập trung vào. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu việc kinh doanh, ngoài cái việc tìm hiểu kiến thức, phải xác định được mục tiêu, phải xác định được đam mê chính cái con người của mình. Cái này là điều chắc chắn rồi. Nếu mà chúng ta không xác định được những cái việc này thì làm sao chúng ta ra chúng ta làm được. Thì một cái nó rất là ok, một cái nữa là chúng ta phải lao ra, chúng ta phải chọn được cho mình một cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ. Cái câu chuyện là chúng ta chọn cái gì đây. Và cái sự lựa chọn đôi khi chúng ta sẽ biết. Mình gặp 15 năm qua, mình tương tác, mình làm việc với những bạn khởi nghiệp, thì mình phần lớn là các bạn bị bí cái chỗ này. Người ta nghiên cứu trong 20 năm qua, 30 năm qua thì nó có những cái xu thế sau. Và những cái xu thế này gần như ai mà họ đi vào, họ tập trung, họ làm sâu, rất sâu thì họ đều thành công hết. Những cái ngách sau là những cái ngách nào? Cái ngách thứ nhất, làm đẹp. Ngách làm đẹp, các bạn thấy là cái ngành làm đẹp là cái ngành mà nó tồn tại gần như vài trăm năm nay, chứ đừng có nói bây giờ. Và nó vẫn còn tồn tại nữa và còn tồn tại nữa. Một cái ngành làm đẹp là cái ngành nó rất là đặc biệt. Vì sao đặc biệt? Cái ngành này nó phục vụ cho cái giới nhà giàu. Cứ càng có tiền là càng bạn càng muốn làm đẹp. Và đặc biệt cái ngành làm đẹp á, thì trước đây á là nó dành cho chị em phụ nữ. Khi mà nền kinh tế còn thấp á thì chị em phụ nữ tập trung vào. Thì khi nền kinh tế cao, chị em phụ nữ họ càng tập trung vào nhiều. Thì các cái anh nam cũng làm đẹp luôn. Các bạn mà sang Hàn Quốc, các bạn mà sang Nhật Bản thì chuyện gì? Mấy cái anh mà nam á, ảnh cũng làm đẹp không thể tưởng tượng được. Ảnh còn làm đẹp còn kinh khủng hơn cả mấy chị nữ nữa. Nói cái ngành làm đẹp là nói là cái ngành mà chia nhỏ ra nó rất là nhiều. Nào là spa nè, nào là làm nail nè, nào là làm tóc nè, nào là makeup nè, nào là phun xăm nè. Wow, cái ngành này thì thôi. Rồi gì, mỹ phẩm cũng làm đẹp. Mỹ phẩm thì lại phong phú nữa. Mà cái ngành này nó ghê lắm. Chứ nói gì là phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Và mình có mình có vài bạn là những người họ học từ mình ra và họ làm cái ngành này và bây giờ họ giàu ghê gớm. Có một cái thương hiệu thẩm mỹ viện, họ có chi nhánh ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Hải Phòng, họ mở chi nhánh á, Hà Nội, ở gần như các cái thành phố lớn là họ đều có. Họ làm cho tới giờ mười mấy năm rồi và họ mở tới 3 thương hiệu vừa cho cái phân khúc rất là cao cấp, gọi là người rất là giàu, thương hiệu cấp trung và thương hiệu cấp thấp. Họ đi 3 cái phân khúc luôn, cùng ngành spa và thẩm mỹ hết. Trong vòng mới có 2-3 năm đổ lại đây, có hai bạn đang làm và cũng lên rất là nhanh. Bây giờ các bạn thấy cái ngành làm đẹp nó phong phú không? Cực kỳ phong phú. Vậy thì cái câu chuyện, nếu bạn quyết tâm bạn chọn làm đẹp thì bạn sẽ chọn một trong cái ngách nào đó của làm đẹp. Rồi bạn nghiên cứu, bạn đi rất là sâu vào. Ok, thì cái ngành này nó luôn luôn bền vững. Không có cái ngành nào mà quá khó và không có ngành nào quá dễ. Mình chọn đi cái gì thì mình sẽ tập trung, mình đi đến nơi, đến chốn cái ngành nghề đó.
Ngành thứ hai là cái ngành gì? Hướng dẫn người ta cái cách gì? Cái cách kiếm tiền. Cái ngành này là cái ngành mà nó cũng gì? Muôn đời. Trong cuộc sống các bạn thấy không? Cái giới mà đi kiếm tiền á, mà họ giỏi về kiếm tiền không có nhiều. Các bạn thấy như ở Việt Nam của chúng ta này. Ok, Việt Nam của chúng ta là hiện tại á, là có khoảng đâu đó khoảng 15.000 người giàu. Người giàu là người ta định nghĩa luôn. Người giàu là người có họ có tài sản khoảng 5 triệu đô la. 5 triệu đô la là hơn 1 tỷ, hơn 100 tỷ. Thì họ được liệt vào cái nhóm người giàu. Cái ngành á, mà dạy cho người ta kiếm tiền á, và làm sao để kiếm tiền nhiều á, là cái ngành này nó rất là phát triển. Vậy thì cái ngành mà dạy cho người ta kiếm tiền thì nó gồm gì? Wow, cái này nó quá rộng. Ví dụ là bạn dạy người ta làm bánh là dạy một cái nghề, cũng là đi dạy kiếm tiền. Bạn dạy cho người ta lái xe để người ta có cái nghề lái xe, người ta ra kiếm tiền. Bạn dạy cho người ta cái cách làm kinh doanh, giống như mình mình dạy cho người ta cái cách làm kinh doanh, cái cách ra khởi nghiệp. Rồi bạn dạy cho người ta cái cách đầu tư, bạn dạy cho người ta cái cách gì, làm cái kênh YouTube. Rồi bạn dạy cho người ta làm makeup, bạn dạy cho người ta cái ngành xây dựng. Toàn bộ những việc đó được gọi là cái ngành gì? Cái ngành dạy cho người ta cái cách kiếm tiền. Cái ngành này nó rộng mênh mông bát ngát. Bạn dạy cho người ta cái cách chạy Facebook, ok chưa? Chạy cho người ta cái cách chạy quảng cáo Google. Các bạn hiểu cái câu chuyện chưa? Mình chia sẻ cái cách các bạn làm chủ. Cái ngách rất nhỏ là dạy cho các bạn cái cách gì? Cái cách làm sao setup một cái doanh nghiệp, cái cách làm sao bắt đầu cho mình một cái doanh nghiệp. Mình chỉ đi cái ngách đó thôi chứ mình không có đi cái ngách rộng kia. Đó là ngành thứ hai. Ngành thứ ba là ngành thời trang. Gì quần nè, áo nè, mũ nè, cà vạt nè. Quần áo thì nó rất là nhiều kiểu. Nam thì áo sơ mi, áo mặc ở nhà, áo thể thao, quần áo thể thao. Nữ thì còn rộng nữa. Nào là đồ mặc ở nhà, đồ ngủ, rồi đồ nội y, rồi đồ gì, đồ tắm, rồi gì, rồi áo dài, rồi cái gì, đồ dạ hội. Mỗi cái thứ đó bạn đi một ngách thôi là bạn đủ giàu rồi. Cái ngành này nó rộng rồi, chứ nó là phụ kiện thời trang nữa. Nó cũng thuộc trong ngành thời trang luôn. Thế mà các bạn cứ lay hay Chọn cái gì theo trend đồ gì đủ thứ hết. Đó là ngành thứ ba. Ngành thứ tư là ngành gì? Được gọi là ngành thực phẩm, hay gọi rộng ra là ngành ăn và uống, phục vụ cho cái miệng. Cái ngành này thì muôn đời. Bạn chọn một cái gì đó trong ngành ăn uống. Có người họ chọn một cái ngách nhỏ trong uống thôi mà họ giàu không thể tưởng tượng được. Nước uống là các bạn thấy không? Lavi. Nó lập ra cả một cái tập đoàn to lớn. Nó kinh doanh từ nước này nước khác, nó chỉ làm gì nước suối cho các bạn uống thôi mà nó đủ giàu. Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên nó cũng làm ra gì? Bạn chắc là uống. Cà phê uống, phục vụ cho cái uống. Highland Coffee, Starbucks. Rồi Starbucks nó đi khắp thế giới này để đi giải quyết cái chuyện gì? Uống cà phê thôi. Các bạn thấy trà sữa, các bạn có cái thương hiệu trà sữa không? Của Đài Loan á. Nó đi nhượng quyền khắp thế giới này, nó qua Việt Nam của chúng ta, nó qua tất cả các nước nữa. Mỗi cái ly trà sữa thôi, mỗi cái chuyện trà sữa thôi mà nó làm giàu rồi. Còn cái chuyện ăn, các bạn thấy McDonald's không? Nó làm ra cái bánh hamburger như vậy thôi và nó bán khắp nơi. Rồi các bạn có biết gì? KFC không? Nó làm ra cái đùi gà đó và thế là nó đi khắp nơi. Cái ngành ăn uống là cái ngành gì? Là nó bền vững, theo thời gian nó bền vững còn hơn cả kim cương. Và trong mọi điều kiện nó đều phát triển. Cái ngành ăn uống thì khỏi phải nói rồi. Wow. Ngành thứ năm là ngành gì? Ngành liên quan về gì? Sức khỏe và y tế. Thì rất là nhiều thứ. Mình ví dụ như là tăng cân, ốm nhôm, uống nhôm. Họ muốn giải quyết cái chuyện tăng cân. Có người gì? Giảm cân. Có người họ ăn vô họ có họ mập, rồi họ cần giảm cân lại. Ví dụ như là cái ngành gì? Răng. Theo độ tuổi là cái răng nó nhất. Ví dụ độ tuổi của mình 46 tuổi, bây giờ bắt đầu là nó có hiện tượng về răng. Ok, cái ngành y tế là gần như là cái ngành mà không thể thiếu được. Dược phẩm nè, thuốc men nè, các bạn thấy người ta chỉ làm ra một cái thuốc thôi là người ta đủ giàu. Người ta chỉ bán một cái nhu cầu gì trong cái việc giải quyết vấn đề của người ta xoay quanh cái chuyện bệnh thôi là người ta đủ giàu. Các bạn thấy người ta lập ra một cái công ty, người ta chỉ làm ra một cái gì? Cái nước muối sinh lý, các bạn thấy chưa? Mình hãy mua về mình để ở nhà để mình súc miệng rồi nè. Rồi ngành thứ sáu là ngành gì? Ngành phục vụ cho cái việc người ta ở, đúng không? Người ta có tiền người ta ăn rồi, người có tiền người ta mặc đẹp rồi, thì người ta phải gì? Người ta phải ở.
về cái ngành an cư lập nghiệp là người ta gì, phục vụ cho cái nhà của người ta đó, xây nhà người ta là các bạn thấy gạch men đồ đó, ok đủ thứ hết rồi. Người ta có nhà thì người ta có cái gì, cái giường, rồi cái gì nữa, tivi, tủ lạnh, những cái gì mà phục vụ trong cái nhà của người ta đó. Bạn sẽ chọn một thứ đó bạn đi. Người ta có 10 triệu thì người ta ngắt bao nhiêu tiền đó phục vụ cho cái chuyện ở. Các bạn thấy một cái bạn công nhân này, họ lương họ ra 10 triệu, mất hết 2 triệu, 3 triệu cho cái chuyện ở rồi. Rồi họ còn góp lại một chút tiền nữa để sau này họ cố gắng họ mua được cái nhà. Rồi, tới cái ngành gì? Ngành thứ 7, thú vui chơi và giải trí. Con người không thể làm việc cả ngày được, mà họ phải gì? Họ phải có cái sự giải trí, họ phải có sự ăn chơi, cái đó là nó gắn liền với cái cuộc sống của họ. Ăn chơi giải trí, ví dụ là các bạn cần phải đi du lịch để giúp cho người ta thoải mái, con người của người ta. Mà nền kinh tế càng giàu là du lịch càng kinh khủng. Người ta mới lập ra những cái khu du lịch, người ta mới tổ chức những cái tiếng chua tour du lịch để người ta đi chơi. Hoặc là các bạn gì, làm ao cá cho người ta đi câu cá, ra cái trò chơi cho người ta chơi. Các bạn thấy như Đà Lạt nè, Nha Trang nè, Phan Thiết nè, Vũng Tàu nè, là những cái thành phố đó các bạn biết. Những người dân nơi đó họ sống từ cái ngành gì? Ngành phục vụ cho người ta ăn chơi không chứ cái gì nữa. Ăn uống đó cũng phục vụ cho ăn chơi là chủ yếu, ăn thưởng thức là chủ yếu, ăn để cho biết là chủ yếu. Cái nhu cầu ăn chơi nó còn kinh khủng lắm. Người ta chơi thú cảnh, người ta chơi gì cá cảnh, người ta chơi cây cảnh. Cái ngành đó nó rộng. Đừng có tò mò, đừng có tù mù hoài mà không biết chọn cái gì. Chọn một cái thứ và đi. Và đi như thế nào? Đi đến cùng với nó. Ngành thứ 8, nó cao cấp hơn là cái ngành tài chánh. Các bạn thấy rất là nhiều người họ giàu từ ngành tài chánh, họ giàu lắm. Cái ngành mà khi người ta có tiền rồi á, thì giúp làm sao để người ta bảo vệ tiền, giúp làm sao người ta nhân cái đồng tiền ra, giúp cho người ta làm sao người ta thông minh về cái tài chánh. Rồi cái lúc người ta tiền nhiều quá thì người ta bỏ vào đâu, lúc người ta thiếu tiền thì cho người ta mượn, là cái ngành tài chánh. Các bạn thấy cái ngân hàng nó làm ra nó làm gì? Nó chỉ làm cái chuyện là nó điều tiết dòng tiền của bạn. Cái ngành bảo hiểm làm ra nó làm gì? Các cái công ty tài chánh nó lập ra nó làm gì? Tất cả những cái việc đó họ đều đi giải quyết một cái chuyện là tiền bạc. Và các bạn thấy họ rất là giàu có. Làm sao để đầu tư cái này, làm sao để bỏ tiền chỗ này, làm sao bỏ tiền chỗ kia, làm sao bảo vệ tài sản, làm sao nó tối ưu được cái dòng tiền, làm sao tiền nó nhân lớn lên. Tùy mỗi người mà các bạn sẽ chọn cái ngách mà các bạn đi. Rồi cái ngành thứ 9 là ngành gì? Ngành công nghệ. Cái ngành này nó mới xuất hiện khoảng 20 năm đổ lại đây. Và cái ngành công nghệ sau này là một cái ngành mà nó phát triển lâu dài. Đó, bạn nào mà bây giờ họ học IT, họ học software phần mềm á, là những cái người đó công việc của họ bây giờ nó rất là dễ dàng. Kể cả họ làm công và kể cả họ làm chủ luôn. Và họ rất là giàu có. Và các bạn thấy gần đây á, những cái tỷ phú các bạn thấy giàu nhất thế giới là liên quan tới công nghệ hết. Mà cái ngành này nó còn lớn lắm các bạn ơi, nó làm còn lớn. Sau này mọi thứ nó phải là công nghệ và phần mềm hết. Nhờ có phần mềm tuyệt vời nên bây giờ chúng ta mới live stream được nè. Các bạn có thấy không? Nó đến từ gì? Từ công nghệ hết. Dĩ nhiên nó còn nhiều ngành nghề nữa. Ví dụ là ngành nghề gì? Sản xuất ra những cái phương tiện để cho các bạn phục vụ. Đó là phương tiện gì? Xe cộ. Đó, các bạn thấy như công ty Toyota là nó sản xuất ra phương tiện cho bạn. Rồi ngành nghề gì nữa? Ngành nghề logistics. Các bạn thấy gần đây logistics là nó kinh khủng, là giúp cho người ta chuyển giao sản phẩm hàng hóa quà tặng từ nơi này qua nơi khác. Rồi nó có những cái ngành, ví dụ nó có những cái ngành nó rất là thú vị. Ở đây mình nói ra ví dụ như là ngành gì, ngành dạy cho người ta gì, cái xây dựng cái mối quan hệ gì, mối quan hệ gia đình, rồi dạy cho người ta gì, những cái công nghệ gọi là công nghệ đồ chơi tình dục đồ đó. Trời ơi, các bạn đi qua phương Tây những cái shop đó nó to, nó bự và nó lớn. Và cái ngành đó là gần như là đụng tới nhu cầu của từng người luôn. Do nó có chút nhạy cảm nên mọi người ít nói á. Hàng loạt những cái ngành nghề, hoặc là ngành nghề gì, công nghệ phụ trợ nguyên liệu, sản xuất phụ trợ nguyên liệu. Rồi những cái ngành cơ bản trong cuộc sống như ngành nhiên liệu, ngành nguyên liệu rất là nhiều. Vậy thì hôm nay trang bị cho bạn một cái kiến thức, một cái góc nhìn về các cái ngành nghề. Thì các bạn có cái suy nghĩ gì? Là cái cơ hội mình tìm kiếm, cơ hội xung quanh nó rất là nhiều không? Nó phụ thuộc vào cái năng lực của chúng ta thôi. Tại sao ngành nghề như vậy mà chúng ta tìm không được? Tại sao ngành nghề vậy mà chúng ta không biết? Tại sao nhiều lĩnh vực như vậy mà chúng ta không biết gì? Không biết cách để xây dựng, vận hành nó, rồi làm sao kiếm tiền, làm sao đưa dòng tiền nó về. Chúng ta cứ lo hay rồi hoài.
Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình live stream buổi trưa hôm nay. Bye bye cả nhà. Như thế nào là một người có giá trị, là người có kiến thức. Nghĩa là cái kiến thức của họ nó đủ sâu để họ am hiểu. Thứ hai là họ là người có kỹ năng. Họ là người có cái kỹ năng kiến thức ok, nhưng mà thiếu kỹ năng thì cũng không được, họ luyện họ có kỹ năng. Cái thứ ba là họ va chạm nhiều nên họ có kinh nghiệm. Và kiến thức cộng những cái kỹ năng cộng những cái kinh nghiệm và trải nghiệm va chạm, cái họ tạo ra một cái thứ gọi là cái tư duy. Cái tư duy của họ nó rất là hay. Cái tư duy của họ nó sắc bén. Là một người có giá trị đó. À, họ có kỹ năng, họ có chuyên môn. Và thế là tay nghề của họ cao, cái tính chuyên gia của họ cao. Và tự nhiên họ như thế nào? Họ phát triển. Nên là các bạn thấy, tất cả cái đó nó bắt nguồn từ cái việc đầu tiên là phải có kiến thức. Phải có kiến thức thì không có cách nào khác là chúng ta phải gì siêng học. Và hồi nãy giờ các bạn nghe đây là cũng là một cái cách để các bạn học. Siêng học, học mỗi ngày chúng ta nhớ một chút xíu. Bạn nào thông minh thì các bạn học một lần là các bạn đã biết rồi. Còn cái bạn nào không thông minh thì bạn học mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút.